Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với một trận đấu có thể coi là một trận show match trong giải đấu Hà Nội Open Pool Championship. Một trận đấu có sự tham gia của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, đại diện cho Việt Nam và huyền thoại trong làng pool thế giới, cầu thủ Efren Reyes. Vâng, và hai cầu thủ chúng ta vừa có những cái bắt tay đầu trận, sẽ chuẩn bị cho cú sổ băng đầu tiên. Rồi, và Efren Reyes là người có được cho mình lực tốt hơn, cũng sẽ là người giành quyền đề pa trong rack thi đấu đầu tiên ở game đấu này. Rồi, vừa rồi thì đã có bi nào rơi vậy? Vâng, vừa rồi thì bi số 7 đã rơi xuống lỗ sau cú đề pa của Efren Reyes. Vâng, một tình huống thủ bi rất tốt tới từ Efren Reyes. Hiện tại thì chúng tôi đang có 3 luồng phát sóng song song trực tiếp của hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết của giải Hà Nội Open Pool Championship 2023. Chúng ta cùng xem đường đi con bi 1 nào. Rồi, vừa rồi thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn có được một cú A băng thành công. Tuy nhiên là B1 bây giờ đã ra cửa lỗ và cơ hội được nhường lại cho Efren Reyes. Hiện tại chúng tôi đã có 3 luồng phát sóng trực tiếp song song giữa hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết của giải Hà Nội Open Pool Championship 2023 và một trận đấu giao hữu, một trận đấu giao lưu giữa Efren Reyes và Nguyễn Anh Tuấn trên màn ảnh của quý vị và các bạn đây. Rồi, vừa rồi có lẽ là một tình huống thủ bi không theo đúng ý của Efren Reyes rồi. Có lẽ đấy là cái kỹ năng nội tại của huyền thoại. Và Nguyễn Anh Tuấn có được một tình huống A băng thành công để lại cho Efren Reyes một cái hình bi khó, và chúng ta cùng chờ xem với cái lối bay, với cái lối đánh rất bay bổng và có thể nói là một người tạo ra thương hiệu cho rất nhiều cú trick shot, thì liệu Efren Reyes sẽ xử lý cái tình huống này ra sao đây? Vâng, tiếp tục là một cú chạy đạn tốt. Cần con bi số 3 lên và giữ cái lại ở vị trí đứng nấp đằng sau lưng con bi mục tiêu số 5.
cầu thủ Tuấn Con đã lấy ra cây gậy nhảy và có được cho mình một cú sút tê thành công, đã chạm được mặt pin số 3 rồi. Rồi, vừa rồi là có lẽ là một cú chạy đạn lỗi tới từ FN Reyes rồi, để lại cho Nguyễn Anh Tuấn một cái vị trí con bi số 3 không thể nào đẹp hơn. Và chúng ta cùng nhìn lại hình bi một chút nào. Rồi, bây giờ hình bi này thì chẳng còn một cái tình huống gì nữa, trừ khi là Tuấn Con tự tạo tình huống cho mình thôi. Vừa rồi có lẽ là một tình huống cố tình điều để cân tới từ Nguyễn Anh Tuấn. Trước khi trận đấu này diễn ra thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn cũng đã có những chia sẻ rằng mong rằng fan hâm mộ hãy để cho anh ấy được thể hiện cái lối đánh bản năng, cái cá tính của anh ấy trong trận đấu này. Và tôi nghĩ rằng điều đó là một điều hoàn toàn hợp lý với tính chất của một trận show match. Vâng, một đường điều ba băng rất hay tới từ FN Reyes. Tình huống vừa rồi tôi chưa kịp nhìn xem. Vâng, và đã là 1-0 dành cho FN Reyes. Chúng ta cũng đến với rack thi đấu thứ hai. Và quyền đề pan tiếp tục thuộc về FN Reyes. Vâng, có lẽ là cụ chưa quen bàn rồi. Thực sự cái bàn Mittelsung của Reyes này là một bàn cực kỳ khó đánh thưa các bạn. Khó đánh và khó để có được những cú đề pa chất lượng. Rồi, với cái má con bi số 2 và con bi số 9 này thì liệu có điều gì bất ngờ, có một cái quyết định táo bạo nào được đưa ra từ Tuấn Con hay không? Một tình huống thủ bi tốt. Tôi nghĩ với một cái trận đấu có tính chất như thế này thì cả hai cơ thủ có thể thoải mái để đưa ra những cái đường đánh ngẫu hứng nhất có thể. Vẫn đang là một sự nhập cuộc khá chậm rãi và điềm tĩnh tới từ cả hai cơ thủ.
khi mà hai thợ múa của chúng ta thì có lẽ là chưa có một pha biểu diễn nào đáng kể. Rồi, tình huống sượt nhẹ má mỏng lưu tiêu số 2. Và giấu thành công con bi cái về sau lưng bi mục tiêu số 4 và 5. Rồi, chúng ta đã thấy được một tình huống uốn lượn đầu tiên tới từ FNRS. Bi số 3 thế nào đây? Có mất đường hay không? Vâng, cú băng vừa rồi có ý đồ là gì vậy? Tôi nghĩ là một tình huống chạy đạn muốn kéo con cái về phía xa màn ảnh của chúng ta. Tuy nhiên là không thành công tới từ FNRS. Đây rồi. Vâng, và cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn cũng đã bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị vào tay, sẵn sàng cho những đường cơ bay bổng. Một cú chặt băng tốt. Tuy nhiên là sẽ bị cò tay trong tình huống xử lý con bi mục tiêu số 5 này. Sẽ phải lấy cái lết và dựng cao nó lên thôi. Rồi, đã xử lý thành công con bi mục tiêu số 5. Trên bàn chỉ còn lại 4 con bi với một cái hình bi có lẽ là chẳng có gì để chơi nữa. Tỷ số khả năng rất cao sẽ được cân bằng 1-1 cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, chính xác là như vậy, đã là 1-1 cho đại diện của Việt Nam chúng ta. Rồi, chúng ta đang được xem lại những highlight của rack thi đấu vừa rồi. Nhưng tôi nghĩ trong cả giải này sẽ không có tình huống nào highlight được bằng tình huống A băng gót 1 ghép 9 của Cố Bình Trung trong trận đối đầu với Mark Lechner buổi chiều vừa qua. Một tình huống có thể là Cố Bình Trung, có thể nói rằng Cố Bình Trung đã đem bia biểu diễn vào trong thực chiến, thưa các bạn. Rồi, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến chính trong trận đấu này. Đã ép chết được cho mình con bi mục tiêu đầu tiên. Tuy nhiên, tình huống sẽ diễn ra ngay ở con bi mục tiêu thứ hai thôi. Vâng, những cái tràng vỗ tay rất lớn từ các cổ động viên đang có mặt trực tiếp tại khu vực thi đấu có lẽ là dành cho trận đấu giữa Jason Shaw và Fedor Gost, thưa các bạn. Vâng, chúng ta đã được chứng kiến những đường cơ mang đậm tính chất biểu diễn tới từ cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn.
một tình huống ghép 2-8 rất hay và kiểm soát được vị trí ổn để có thể ăn được con bi mục tiêu số 2. Tuy nhiên sẽ hơi cò tay một chút. Vâng, gì đây? Đúng là một trận đấu mang tính chất giải trí cao thưa các bạn. Không, pha đó có khi là Nguyễn Anh Tuấn chủ động cân thật từ các bạn. Rồi, có lẽ đó là một pha chủ đích vuốt con bi số 2 vào cái lỗ góc bên tay phải phía xa màn ảnh của chúng ta. Và ngay sau đó thì tình huống ghép 3-4 đã không thành công rồi. Một tình huống chạy đạn có lẽ là đã để hở má cho Nguyễn Anh Tuấn có cơ hội vào bàn để chơi. Liệu tình huống này có pha xẻ mỏng ghép 3-5 hay không? Cái đi đâu? Rồi, một tình huống chạy đạn tốt. Vâng, thưa các bạn, là có lẽ trong trận đấu này chúng ta sẽ không bao giờ được chứng kiến cái hình ảnh mà FNRS cầm gậy sút tê đâu. Vâng, chính xác, đây là một trận đấu giao lưu. Rồi, gì đây? Một tình huống cài rất nhiều áp phê bên tay trái. Và không hiểu ý đồ của FNRS trong cú đánh vừa rồi là gì. Rồi, 5, 6, 7, 9, 4 con bi ở 4 vị trí quá đẹp và thuận đường để tìm đến nhau. Rồi, cái má này thì hơi lụt một chút. Nhưng mà vẫn sẽ là trong tầm kiểm soát của Nguyễn Anh Tuấn mà thôi. Vâng, chính xác, trận đấu này là một trận đấu giao lưu thưa các bạn. Rồi, tỷ số đã được nâng lên là 2-1 cho đại diện đến từ Việt Nam. Vâng, chính xác. Có lẽ là với những người theo dõi VR từ lâu thì chúng ta không còn lạ gì với cái châm ngôn của FNRS nữa. Chỉ cần có tiền là được. Tuy nhiên là đến cái thời điểm này thì FNRS cũng đã lớn tuổi rồi. Đồng nghĩa với việc là những đường cơ, những cái phong độ đỉnh cao nhất nó cũng đã không còn nữa. Rồi, lần này chúng ta sẽ cùng đến với cú đề pa của Nguyễn Anh Tuấn. Tôi đang thấy các bạn khán giả đưa ra rất nhiều luồng ý kiến. Người bảo thắng cũng không được mà thua cũng không xong. Thì các bạn có thể nghĩ một cái kịch bản nào đấy để cho trận đấu này có tỷ số hòa hay không?
vừa rồi là một tình huống chạy an toàn tới từ FNRS. Rồi một tình huống thủ bi tốt. Có lẽ là một tình huống A bằng gót con một xuống, tuy nhiên là đã hở sườn rồi. Và có thể là hở luôn nguyên đường chém. Không biết rằng là với con bi mục tiêu số 4 đang đứng ở mom lỗ kia thì Nguyễn Anh Tuấn có ý định làm điều gì đó đặc biệt hay không. Có lẽ là tôi vừa thấy anh đi ra để nhìn lại cái đường cân bi 1 cộng 4 hay sao. Rồi, chính xác là một tình huống định cân 1 cộng 4 tới từ Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, chúng ta vừa thấy được những cái lắc đầu nhẹ tới từ FNRS. Những cái lắc đầu xuất hiện trong một trận đấu mang tính chất giao hữu. Tình huống này thì cụ xử lý như thế nào đây? Đây rồi, đây rồi. Vâng, chúng ta đang được thấy những tình huống múa đầu tiên tới từ FNRS. Một tình huống cân 2 băng cộng 1-4 tới từ huyền thoại người Philippines. Cần thế mới là cân chứ. Rồi, với cái hình này thì sẽ là hết thôi. Tuy nhiên là có lẽ chúng ta chờ đợi rất nhiều vào những pha xử lý mang tính ngẫu hứng hơn là một tình huống dọn bàn thông thường. Chúng ta cùng chờ xem, chờ đợi FNRS sẽ có một tình huống gọi là BA 6 lỗ, cân đủ 6 băng. Vâng, chính xác, đây là một trận đấu mang tính chất là giao lưu giữa cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn aka Tuấn Con tới từ Việt Nam và huyền thoại FNRS. Vâng, thưa các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang có 3 luồng phát sóng trực tiếp cùng thời điểm. Đây là trận show match giữa FNRS và Nguyễn Anh Tuấn. Và bên cạnh trận đấu này là hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết của giải Hà Nội Open Pool Championship 2023. Vâng, thưa các bạn, là FNRS chỉ sang giao lưu thôi chứ không tham gia thi đấu trong giải này.
Vâng, có lẽ là cụ hơi vội một chút, cụ không đợi được cho đến khi Bi dừng, thưa các bạn. Chúng ta cùng xem lại cú đề pa. Và vừa rồi thì B8 nó đã rơi xuống cái lỗ góc bên phía tay trái gần màn ảnh. Đường tới B1 là còn nguyên. Rồi chúng ta cùng chờ xem là FNRS có thể đi hết cái chấm này hay không. Chính xác là như vậy, FNRS cũng là một cơ thủ đến từ Philippines. Và cái việc có tempo đánh rất nhanh là cái điều mà chúng ta rất thường thấy ở các cơ thủ đến từ quốc gia này. Rồi một tình huống trô rất mượt. Trô như mất phanh đến từ FNRS. Đây rồi, với một cái má hơi lửng lơ thế này thì cụ liệu ngẫu hứng một chút không? Là một tí bia 6 lỗ. Không thì các bạn, vẫn là một tình huống xẻ chết chín vào cái lỗ góc bên tay trái gần màn ảnh chúng ta. Thực sự là cái thể thức phá 9 bi xếp cao, bị cái nằm trong khu vực breakbox. Breakbox là một cái thể thức phá không hề đơn giản chút nào. Bên cạnh đó thì việc chơi ở bàn Mr. Sung của Raisin này lại càng khó hơn thưa các bạn. Rồi, vừa rồi thì không có bi nào rơi xuống lỗ. Cơ hội được nhường lại cho Nguyễn Anh Tuấn. Và chúng ta cùng chờ xem thợ múa Việt Nam sẽ có những pha biểu diễn như thế nào đây. Rồi một tình huống sút tê trúng mặt con bi số 1. Tuy nhiên là đã không ăn được cho mình con bi mục tiêu. Rồi gì đây? Thầy đang chỉ trỏ cái gì đây? Tình huống này mà cân 1 cộng 9 thì... Vâng, cũng ghê gớm đấy các bạn ạ. Con 9 nó chỉ đi lệch cái lỗ giữa một chút xíu mà thôi. Tuy nhiên là cũng đã dò chết được cho mình con bi mục tiêu số 7.
và một cú chặt bằng mềm mại tới từ huyền thoại người Philippines. Vâng, chính xác, cái lỗ của bàn Mr. Sung này rất nhỏ, kích thước các lỗ góc nó chỉ bằng cái lòng bàn tay của mình thôi. Và đối với những bạn nào có cái ngoại hình to lớn thì nó còn bé hơn cả lòng bàn tay của các bạn cơ. Rồi, đuôi 3-0. Trông cụ cười và cụ thè lưỡi rồi. Trông có vẻ nó đã xảy ra một cái biến cố gì đó. Cái tình huống vừa rồi mà là cụ điều tự điều đuôi để cụ biểu diễn thì tôi cũng chịu đấy. Đây rồi, chúng ta cùng xem tình huống A băng này. Rồi, nó chỉ đơn giản là một tình huống A băng chạy đạn mà thôi. Một đường chạy đạn tốt tới từ FNRS. Tuy nhiên, có lẽ thứ mà những cổ động viên thì chúng ta muốn là những tình huống tấn công tới từ huyền thoại người Philippines. Rồi, bi số 3 đã phơi rồi. Vâng, có một bạn khán giả nói tại sao không khí trận showmatch này nó lại căng thẳng như thế. Mình cũng đang cảm thấy là có gì đó hơi sai sai. Thêm một cái lắc đầu nữa tới từ FNRS. Cụ đang đánh một trận đấu giao hữu mà cứ như đánh kèo thôi các bạn. Rồi, tỷ số đã được nâng lên cho FNRS. 4-2 dành cho tay cờ tới từ Philippines. Thưa các bạn, những tình huống xẻ mỏng ở bi số 1 như vừa rồi không hề đơn giản một chút nào, và thậm chí những cơ thủ chuyên nghiệp thi đấu trong giải Hà Nội Open lần này còn đánh hỏng rất nhiều. Vâng, nếu mà mình được xét kèo thì mình xét luôn. Vấn đề là kèo nó sẽ phụ thuộc vào bên Matchroom và ban tổ chức. Mình cũng chỉ là người đồng hành và tường thuật trận đấu cùng các bạn mà thôi. Rồi, có lẽ là có một cái highlight gì đó ở trận đấu giữa Pedagos và Jim Shaw. Những tiếng hò reo và những cái vỗ tay rất lớn tới từ những cổ động viên đang có mặt tại đây. Rồi, các bạn thấy tình huống chém con một vừa rồi ok chưa ạ? Đủ nét chưa các bạn?
Vâng, thưa các bạn, hiện tại chúng mình đang có 3 luồng phát sóng trực tiếp của 3 trận đấu đang diễn ra. Trận đấu trước màn ảnh chúng ta đây là trận đấu giữa FNRS và Nguyễn Anh Tuấn. Bên cạnh đó là 2 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết của giải Hà Nội Open Pool Championship 2023. Vâng, thưa các bạn, là trận thi đấu giữa Federgos và Jason Shaw có live đang được phát sóng trực tiếp. Vâng, tôi cũng như các bạn thôi, tôi cũng rất mong chờ có sự góp mặt của idol Khải Tóc Dài một lần nữa tại sân chơi Hà Nội Open này. Vâng, thưa các bạn, là trận thi đấu giữa Federgos và Jason Shaw đang được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quách Thể Thao, và bình luận viên Anh Quang đang là người đồng hành cùng các bạn ở trong trận đấu đó. Vâng, thưa các bạn, là mình vừa vào check cho các bạn thì trận thi đấu giữa Jason Shaw và Federgos vẫn đang diễn ra rất bình thường, cũng trên sóng của web thể thao ngay lúc này. Còn các bạn không tìm được thì mình cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, bởi vì là mình không thể đến để bật cho từng bạn được. Rồi, với một chút may mắn thì Nguyễn Anh Tuấn đã ăn được cho mình con bi mục tiêu đầu tiên. Vâng, nếu như mà các bạn có tín hiệu bị lỗi thì mình cũng không rõ, đó có thể là do thiết bị hoặc đường truyền của các bạn. Còn hiện tại thì vẫn đang có rất nhiều người đang xem trực tiếp trận đấu đó, trong đó có mình. Mình đang để hai máy ở đây để theo dõi song song hai trận cùng một lúc. Và vừa rồi thì cơ thủ Tuấn Con đã có được một tình huống ăn được cho mình con bi chủ. Vâng, thưa các bạn, là trận thi đấu giữa Federgos và Jason Shaw hiện tại đang có 26.000 người xem, rất đông đảo fan hâm mộ đang theo dõi trận đấu đó. Cho nên là việc bị lỗi thì chắc chắn là không phải do ban tổ chức rồi. Các bạn có thể tắt ứng dụng đi và vào loát lại. Còn hiện tại thì mình vẫn đang xem trận đấu giữa Jason Shaw và Federgos một cách rất bình thường. Rồi, chúng ta đang có một hàng dọc tập hợp ở đây, đang chờ đợi để FNRS đưa xuống từng con một.
Rồi, một cú dựng cao đầu gậy có cho mình một tình huống đúc. Đó, như các bạn có thể xem trong luồng comment, có rất nhiều bạn khán giả confirm rằng vẫn đang xem bình thường trận đấu giữa Fedegos và Jayden Shaw. Vậy thì các bạn nếu như mà không xem được thì các bạn biết là do đâu rồi. Vâng, những tình huống cài phê vào phê rất mượt mà tới từ FN Reyes. Có lẽ bây giờ cụ chỉ ngại những trận đấu kiểu như là chạm 25 thôi. Đánh trong một buổi tối, đánh cả buổi tối mới xong thì chắc là cụ không thở được. Rồi, tỷ số đã được nâng lên thành 5-3 cho FN Reyes. Cũng có thể là do huyền thoại người Philippines chưa kịp có được cho mình một bữa ăn tối. Rồi, một tình huống để pa có lẽ là không ăn được cho mình bất kỳ một con bi mục tiêu nào. Và chúng ta cũng có thể thấy được khá là lạ khi mà cái trận showmatch này nó nghiêm túc một cách lạ thường so với cái tính chất của nó. Rồi, chúng ta cùng chờ đợi xem với một cái hình bi trông khá là rối ren như thế này thì tay cơ người Philippines sẽ xử lý như thế nào đây. Rồi, một tình huống a băng lỗi tới từ FN Reyes. Cơ hội đã quay trở lại với Tuấn Con của chúng ta. Vâng, nếu các bạn mà không xem được trên nền tảng của Việt Nam Billiards Promotion hay web thể thao thì các bạn có thể tìm kiếm trang chủ của Matchroom Pool hoặc lên kênh YouTube chính thức của Matchroom để theo dõi đối với những bạn sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Rồi, một cú xẻ mỏng 3 và điều lực rất chi tiết về 4 tới từ Nguyễn Anh Tuấn.
vẫn là một phong thái rất tập trung tới từ cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Có lẽ là tương đối khác so với những gì mà anh ấy chia sẻ trước trận đấu. Rồi bây giờ các bạn có hỏi mình về luật chơi nữa thì mình cũng không biết phải trả lời như thế nào các bạn ạ. Các bạn hiểu đơn giản là có 9 con bi và ăn lần lượt từ 1 đến 9. Thế là thắng. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đang đồng hành với tôi trong trận đấu buổi tối ngày hôm nay giữa FN Reyes và Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, chắc là cụ hơi buồn ngủ một chút thôi, chắc là ngáp thôi chứ... Tự dưng mà đang đánh bia xong ngồi khóc thì nghe nó nguy hiểm quá thưa các bạn. Rồi một tình huống phá bi tơi tả đến từ Tuấn Con. Con bi số 2 vẫn còn nguyên đường. Vâng thưa các bạn, đây là trận đấu giao lưu giữa cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn tới từ Việt Nam và huyền thoại Efren Reyes thưa các bạn. Rồi và đã có một tình huống đánh hỏng ăn con bi mục tiêu số 3. Có ra đỏ không đây? Rồi đã ra đỏ. Có lẽ là cái má của con bi mục tiêu số 9 nó đã che mất cái đường chạm tới bi mục tiêu số 3 rồi. Không sao. Một tình huống đuôi là cơ hội để chúng ta có thể được xem FN Reyes biểu diễn. Rồi và hiện tại thì Nguyễn Anh Tuấn lại có cơ hội để quay trở lại bàn và xử lý cho mình con bi mục tiêu số 3. Ok, thế này là vẫn xử lý được con bi mục tiêu số 4 rồi. Rồi chúng ta cùng xem thợ múa điều ra năm. Vâng, một cú dựng cao đầu gậy và có một tình huống trô về tốt tới từ Nguyễn Anh Tuấn. Thực ra là mình cũng muốn thấy có sự xuất hiện của idol Khải Tóc Dài mà. Đương nhiên là tất cả chúng ta ai cũng muốn. Nhưng mà đây là vấn đề bên Matchroom và bên ban tổ chức thì mình cũng như các bạn thôi. Bây giờ chắc là anh em mình phải viết một cái tâm thư gửi lên Matchroom. Đấy, xin chữ ký khoảng tầm 20.000 người.
Hãy cho idol của tôi vào sân. Rồi và sẽ là 5 đều. Sau 10 rách thi đấu thì tỷ số đang được cân bằng giữa cả hai cơ thủ. Rồi ok, có lẽ là chúng ta vẫn đang thấy có một cái gì đó là lạ trong những rách thi đấu đầu tiên của trận showmatch này. Và tôi cũng giống như tất cả các bạn, giống như tất cả các fan hâm mộ BIA đều mong muốn được thấy những cái đường cơ nó mang đúng tính chất của một trận giao lưu. Một trận đấu có thể gọi là sinh ra để múa. Vâng, anh Khải thì anh ấy không múa bằng những đường cơ trên bàn mà anh ấy múa bằng người luôn được các bạn. Một tình huống A băng, sẽ là một tình huống A băng cài rất nhiều AP phải. Rồi một tình huống A thẳng con bi chủ xuống lỗ. À, vẫn ăn được cho mình con bi mục tiêu số 2 được các bạn. Rồi một mũi tên trúng hai đích. Đây, chúng ta cần thêm những pha xử lý như thế này nữa. Vâng, mình nghĩ là với cái lối đánh của FNRS thì sẽ không có chuyện ghép bi trong một cái hình bi như thế này đâu. Thực sự là mình rất thích cái cách nhấp cơ và ra ngọn của FNRS. Cái tay sau, cái cổ tay sau cực kỳ dẻo các bạn ạ. Rồi, hơi với một tí rồi. Đánh thì vẫn đánh được thôi, chỉ sợ là tối về cụ lại đau lưng. Vừa rồi chúng ta đang được xem lại một pha highlight trong rách thi đấu vừa rồi. Vẫn ăn được cho mình con bi mục tiêu số 2 rồi các bạn.
Vâng, cái việc mà FNRS không tham gia thi đấu giải Hà Nội Open thì mình nghĩ là cũng là do lý do tuổi tác thôi. Rồi, một hình bi đẹp, mỗi tội là không ăn con nào. Và bên cạnh lý do tuổi tác thì mình cũng nghĩ rằng là những gì mà tay cờ huyền thoại người Philippines đạt được trong bia nó là quá nhiều và quá đủ rồi. Nên họ cũng không quá khao khát gì thêm những cái danh hiệu như thế này nữa. Tiếng trước á, sao lại tiếng trước nhỉ? Có thể là tiếng bi của bàn khác các bạn ạ. Rồi, tình huống 4 này xử lý như nào? Khả năng là sẽ điều về cái lỗ 10 bên tay phải thành băng mà thôi. Ok. Rồi, chúng ta cùng chờ đợi cú rút một băng tới từ Nguyễn Anh Tuấn. Một cái kỹ thuật nó hơi khó với tôi nhưng mà nó không hề khó với Nguyễn Anh Tuấn một chút nào. Rồi, sẽ là 6 đều. Tỷ số sẽ là 6 đều. Cứ đuổi như này có khi lại hòa 10 đều thật các bạn nhỉ. Lúc nãy mình thấy các bạn comment là để mà cho cụ thắng thì cũng không xong, mà Nguyễn Anh Tuấn thắng không xong thì chúng ta chắc phải tìm một cái kịch bản nào để cho trận đấu này hòa thôi. Mình thì mình chưa đi đánh giải bao giờ các bạn ạ. Hiện tại thì đang song song với trận đấu này, chúng ta có hai trận đấu thuộc vòng tứ kết của giải Hà Nội Open Pool Championship đang diễn ra. Vâng, hiện tại thì bên mình đang có 3 luồng livestream trực tiếp, 3 luồng phát sóng trực tiếp cho cả 3 trận đấu trên kênh YouTube Web Thể Thao. Rồi, một tình huống xẻ mỏng với mục tiêu số 2 tốt. Và bây giờ tiếp tục sẽ là tình huống cho con bi mục tiêu số 3. Con 3 này sẽ đánh thế nào để có 4 đây? Tình huống này có một tí cân củng gì không? Cân con bi số 3 vào cái lỗ góc bên tay phải phía xa màn này. Thấp đầu gậy một chút và cái xòe đi khoảng tầm 3 băng về lại vị trí mục tiêu số 4.
Ồ, vậy là một cú cân vuốt má bi số 3 để cân vào cái lỗ giữa bên phải thành bằng được các bạn. Rất hay. Rồi, với cái hình bi đẹp như thế này thì chúng ta cùng đoán xem rằng liệu Nguyễn Anh Tuấn có tự tạo tình huống cho mình hay không. Vâng, chính xác, show match là trận đấu này đây, chỉ là một trận đấu tính chất giao lưu mà thôi. Thực ra là mình nghĩ là các cơ thủ họ vẫn sẽ đánh với tất cả những gì mà họ có thôi. Chẳng qua là về mặt tâm lý thì sẽ không bị đặt nặng bất kỳ cái yếu tố gì cả. Rồi, tỷ số được nâng lên là 7-6 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Rồi, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu. Với việc đã có được sự làm quen trong những vòng đấu, vòng loại và vòng 64, thì có vẻ Nguyễn Anh Tuấn đang thể hiện được những cú phá tốt hơn so với FN Reyes. Vâng, về việc mà idol Khải Tóc Dài xin giao lưu với FNRS thì mình cũng giống các bạn thôi. Mình cũng không có thêm thông tin gì cả. Đấy cũng chỉ là mang tính chất gọi là đang dừng ở cái việc lời đồn thôi. Rồi, ok anh em ơi, theo những thông tin mới nhất mà tôi đã nhận được từ những anh em trong ban tổ chức, những em trong ekip, thì thông tin idol Khải Tóc Dài của chúng ta có gọi điện và có FaceTime với Emily Fraser là CEO của Meshroom để xin tham gia một trận giao hữu với huyền thoại FNRS. Đó là thông tin đã được xác thực. Còn tất cả những yếu tố còn lại về trận đấu đó sẽ được diễn ra vào lúc nào, thời điểm nào, có được diễn ra hay không, vân vân, thì sẽ phụ thuộc vào lịch của FNRS và sẽ có kết quả báo lại trong ngày mai. Ngày mai các bạn nhớ, chứ còn tối nay thì thôi, tối nay thì làm một game thôi, xong rồi cuối tuần tranh thủ trời lạnh lạnh đi ăn nồi lẩu. Về ngủ thế là đẹp. Đấy, các bạn thấy idol Khải Tóc Dài của chúng ta nét chưa? Xứng đáng là idol quốc dân luôn.
Rồi. Lại là một nụ cười đã hé trên môi của Efren Reyes. Ok anh em sẽ chờ những thông tin mới nhất về trận đấu giữa Idol Đỗ Khải và huyền thoại FN Reyes nhá. Còn hiện tại thì đấy là tất cả những gì mình có, tất cả những thông tin mình có đều đã chia sẻ với anh em rồi. Còn ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu trên màn hình. Vâng, chính xác, đây là một trận đấu giao lưu thưa các bạn. Vâng, có lẽ là tất cả các bạn, quý vị khán giả và các bạn cũng như mình đều mong muốn sẽ có được một cái trận show match nó thể hiện được hết tất cả tính chất của một trận đấu giao lưu. Mình cũng như các bạn thôi, đó. Cho nên là mình cũng không biết làm gì hơn cả. Rồi. Một cú phá hình bi là tơi tả và Nguyễn Anh Tuấn đã ăn được cho mình hai con bi thưa các bạn. Đó chính là con bi mục tiêu đầu tiên và con bi chủ. Rồi đẩy một băng và ăn con bi nằm ở cái lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh chúng ta. Má như thế nào đây? Má này chắc là bấm cái lại một tí và ăn con 6 cùng lỗ thôi. Rồi 7 xử lý như nào nhỉ? Một băng ra rồi ăn vào cái lỗ góc bên tay phải phía xa. Không. Vậy là điều ra đây thì không biết còn đường ăn vào cái lỗ giữa bên trái thành băng hay không. Rồi, vậy là 7 còn nguyên đường vào cái lỗ góc bên tay trái phía... cái lỗ giữa bên tay trái màn ảnh chúng ta. Rồi, điều từ 7 đến 8 như vậy à, ok chưa các bạn? Và tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 7-8 dành cho huyền thoại tới từ Philippines, Efren Reyes.
Rồi, hai cầu thủ chúng ta đang có những giây phút nghỉ giải lao sau 15 rách thi đấu. Vâng, thưa các bạn, đây là vòng giao lưu các bạn ạ. Đây là vòng giao lưu các bạn nhé. Các trận đấu thuộc vòng tứ kết sẽ được thi đấu hết trong tối ngày hôm nay thưa các bạn. Cầu thủ Tuấn Con của chúng ta đã có tham gia giải Hà Nội Open Bowl Championship 2023. Tuy nhiên là anh đã phải dừng bước rồi. Ok, một thông tin mình sẽ xin được chia sẻ lại cho những anh em mới tham gia vào cái luồng livestream này, rằng mình có thể confirm được cái thông tin mà idol Khải Tóc Dài của chúng ta đã có những cái liên hệ với Emily Fraser là CEO của Messroom để trao đổi về việc có thể tổ chức một trận đấu giao lưu nữa với huyền thoại FNRS, có thể là trong ngày mai thưa các bạn. Thông tin đấy là thông tin chuẩn và mình xin được confirm với các bạn. Còn bất kỳ một thông tin khác nào chi tiết hơn liên quan về trận đấu, về giờ thi đấu diễn ra, về mọi thứ liên quan cụ thể đến trận đấu thì còn phụ thuộc vào lịch trình của FNRS nữa. Và chúng mình sẽ cố gắng để có thể có được những thông tin mới nhất gửi tới các bạn. Rồi, một tình huống đẹp ba đã ăn được cho mình con bi mục tiêu số 8 sau khá nhiều va chạm. Bi số 1 là có đường riêng. Vâng, Việt Nam chúng ta chẳng có cơ thủ nào vào vòng trong cả thưa các bạn. Tình huống sẽ là ở ngay con bi số 2 mà thôi. Rồi ok, mọi người sẽ dự đoán rằng cơ thủ nào sẽ có được chiến thắng trong trận đấu này, trận đấu vào tối ngày hôm nay. Bên anh em kỹ thuật đã set up một cái bình chọn để cho anh em có thể vào bấm. Ôi, từ 1 ra 2 như vậy đủ hay chưa các bạn? Đủ nét chưa các bạn? Rồi một tình huống cu lê áp phê gãi được cho mình cái cụm 2-4-6 ra. Một tình huống phải nói là đẳng cấp tới từ FNRS.
rồi, và mình nghĩ rằng bất kỳ một cơ thủ chuyên nghiệp nào mà chứng kiến cái tình huống xử lý từ 1 ra 2 vừa rồi của Efren Reyes thì đều sẽ có một chút rung rinh trong tâm lý. Tuy nhiên tôi vừa nói xong thì cụ lại bắn trượt mục tiêu số 4 rồi các bạn. Rồi, tình huống này sẽ được vào lỗ 10. Tuy nhiên là con bị cái nó sẽ đi, nó phải, sẽ phải chạy một quãng đường dài để về được vị trí đẹp cho con bị mục tiêu số 5. Tình huống này không biết là cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta có thấp đầu gậy và ra hết ngọn hay không. Một cái hình bi rất phù hợp để múa thưa các bạn. Rồi, có vẻ là như vậy rồi. Đó chính xác là cái đường tôi nói đến. Vâng, chính xác. Showmatch sẽ là một trận đấu biểu diễn, một trận đấu mang tính chất là giao lưu thôi các bạn. Với hai con bi đơn trên bàn thì khả năng cao Nguyễn Anh Tuấn sẽ có được cho mình điểm hưu trong trận đấu này. Liệu đây có phải là cú đề pa cuối cùng trong trận đấu này hay không? Liệu rằng huyền thoại FNRS có cơ hội để vào bàn và biểu diễn thêm những đường cơ nữa hay không? Rồi, có lẽ tình huống khó đã bắt đầu từ ngay từ vị trí của con bi mục tiêu đầu tiên. Con này thì có thể ăn được, có đường ăn. Nhưng FNRS đã quyết định chọn một tình huống chạy đạn, một tình huống chạy đạn cực tốt các bạn ạ. Đưa bi cái và bi số 1 đứng với con bi số 5 và bi số 9 như một hàng dọc thẳng tắp luôn. Một cú A băng và cài hết áp phê để có thể chạm được tới vị trí con bi mục tiêu số 1. Rồi, vậy là tay cơ người Philippines đã không xẻ cho mình thành công con bi số 1 vào cái lỗ giữa bên phải thành băng. Vâng, vừa rồi có lẽ là ý đồ một ghép 4, một ghép 5 vô tình ra đuôi của Nguyễn Anh Tuấn. Nhưng có lẽ là vẫn còn má chạm. Vâng, có lẽ là chưa đuôi thưa các bạn. Với góc cam của tôi thì tôi tưởng rằng vị trí của con bi số 5 nó đã che mất cái đường chạm
vào má con một rồi. Rồi một cú chém thiếu mỏng của Efren Reyes. Rồi múa may một tí cũng được, hết đường thì có thể dựng cao cái chuôi gậy lên và thực hiện cho mình một tình huống mắt xê với con bi số 2 đang đứng ở cửa lỗ này. Mình nghĩ là với tính chất của một trận quả này mắt xê rất khó các bạn ạ. Nó đứng lệch về cái phía băng ngắn gần màn ảnh chúng ta. Nhưng có lẽ là Nguyễn Anh Tuấn vẫn đang định thực hiện ý tưởng đó. Ồ, vậy là tình huống đó còn nguyên đường cho mục tiêu số 2 và chỉ là một tình huống dựng cao đầu gậy để thực hiện một cú đục trô. Rồi có một chút va chạm nhẹ với bi mục tiêu số 5. Nhưng mà pha đó thì va chạm như không va chạm vậy. Lụt. Vâng, không lụt lắm. Nhưng mà cũng là hơi quá lực một chút xíu. Cái má tương đối vách và con cái đang dính sát vào thành băng. Vẫn là một cú chém tốt tới từ Tuấn Con. Rồi, và chúng ta cùng chờ đợi chiến thắng. Efren Reyes đã đứng dậy rồi. Và chúng ta đã có được cái bắt tay giữa hai cơ thủ. Chúc mừng cho cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn đã là người giành chiến thắng trong trận show match này. Và cảm ơn hai cơ thủ rất nhiều đã góp mặt và biểu diễn cho chúng ta một trận đấu giao lưu bên lề giải thi đấu của giải Hà Nội Open Pool Championship 2023. Cũng xin được cảm ơn rất nhiều tới những bạn khán giả đã đồng hành cùng mình trong trận đấu vừa qua. Rồi bây giờ chúng ta có thể chuyển cái luồng phát sóng của mình sang hai trận đấu thuộc vòng tứ kết để có thể chứng kiến được những cuộc tranh tài giữa những cơ thủ còn lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yeah.